Hiện trường vụ sạt lở đất để nhiều ô tô xe máy xuống suối làm 29 người tử vong. Sáng 14 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vẫn tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất đẩy nhiều xe ô tô, xe máy xuống suối khiến 29 người tử vong. Hai người mất tích tại bản Khủy Ngọa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Được biết, sau khi bị đất đá từ vụ sạt lở đẩy xuống suối, chiếc xe khách, xe con và nhiều xe máy bị cuốn trôi xa hơn 1 km. Lực lượng chức năng tiếp cận nơi xe khách bị cuốn trôi. Xe khách được phát hiện nằm dưới lòng suối cách hiện trường khoảng 1 km. Nhiều bộ phận của xe khách bị vùi trong đất đá. Tại hiện trường, xe khách 29 chỗ, xe ô tô con và nhiều xe máy bị vò nát nằm rải rác dọc theo bờ suối. Hiện lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng các thiết bị chuyên dụng, trục vớt các phương tiện lên bờ, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng gần 6 giờ ngày 9 tháng 9, tại km 180+680 quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, xảy ra vụ sạt lở đất, đẩy nhiều phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 34 xuống dòng suối khi nước lũ đang chảy xiết. Hậu quả, một chiếc xe ô tô khách 29 chỗ và nhiều ô tô con, xe máy bị vùi lấp cuốn trôi. Vụ việc khiến 31 người mất tích, trong đó có 2 cán bộ công an. Tính đến sáng 14 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 29 nạn nhân, hiện còn 2 người vẫn mất tích. Được biết, tại tỉnh Cao Bằng, mưa lũ và sạt lở đất do bão số 3 gây ra đã khiến 54 người tử vong và mất tích, 15 người bị thương, 1.740 ngôi nhà bị thiệt hại. Mưa lũ còn khiến 1.850 hecta lúa hoa màu bị ngập, hàng nghìn gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi nhiều khu vực dân cư chia cắt, cô lập. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc bị hư hỏng. Chính quyền địa phương sau đó vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trời hửng nắng sau bão lụt vẫn xảy ra liên tiếp các vụ sạt lở đất tại Yên Bái. Theo thông tin từ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, tại địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp nhà của 3 hộ dân. Theo đó, vào rạng sáng ngày 14 tháng 9, sau một tiếng động lớn khoảng hơn 20.000 mét khối đất đã trượt từ độ cao hơn 100 mét xuống vùi lấp hoàn toàn 3 nhà của hộ dân tại tổ 1 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Khi sự việc xảy ra, rất may, người dân kịp hô hoán nên tất cả thành viên trong 3 ngôi nhà đã kịp chạy ra an toàn. Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 13 tháng 9, tại thôn Bản Tác, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên đã xảy ra sạt lở đồi, làm sập toàn bộ ngôi nhà của gia đình ông Hoàng Nguyên Lâm. Hậu quả, một người cháu của ông Lâm tử vong, một người cháu còn lại bị thương. Do khu vực này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất nên địa phương phải di dời khẩn cấp 120 hộ với trên 400 khẩu thuộc thôn Bản Tác ra nhà văn hóa thôn để tránh trú đảm bảo an toàn. Tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, vào khoảng 2-3 giờ ngày 13 tháng 9, do ảnh hưởng của nước sông chảy đang rút mạnh, chảy xiết nên đã khiến cả 5 ngôi nhà gần bờ sông bị sạt, trôi xuống sông trong đêm. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người do các chủ nhà chạy kịp. Tuy nhiên, một số tài sản của các hộ không kịp di chuyển ra đã bị trôi xuống sông. Được biết, theo thống kê trên địa bàn thành phố Yên Bái và các địa phương lân cận, có trên 1.000 điểm bị sạt lở và hơn 1.000 điểm có nguy cơ sạt lở. Chiều 13 tháng 9, sau khi kiểm tra thực tế tại thành phố Yên Bái, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo địa phương tiếp tục di dời ngay người dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, sụt lún, nhất là các địa bàn, phường, Nguyễn Thái Học và Yên Ninh, nơi đã bị ngập nước dài ngày. Tổ chức khắc phục ngay theo trình tự điểm sạt lở nguy hiểm nghiêm trọng thực hiện trước, sau đó đến điểm có nguy cơ sạt lở khác. Được biết, do ảnh hưởng của bão số 3 tại tỉnh Yên Bái đã có 53 người tử vong, 2 người mất tích, 23.000 nhà của các hộ dân bị ngập, hư hỏng. Điều kỳ diệu đã đến với làng Nũ như một phép màu, nhiều người dân khóc òa. Trong lúc lực lượng chức năng tiếp tục ra khu vực sạt lở tổ chức tìm kiếm người mất tích, thì tại sở chỉ huy đã chiếm đóng tại nhà văn hóa thôn làng Nũ, nhận được thông tin có 2 gia đình, 8 nhân khẩu nằm trong danh sách những người mất tích, tới trình báo khiến những người làm nhiệm vụ tại đây òa lên sung sướng, vì ai cũng nghĩ họ đã bị chôn vùi trong bùn lũ. 2 gia đình thoát nạn tới trình báo được xác định là anh Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân, là 2 anh em ruột, có nhà bị lũ quét sang phẳng. Trong đó, gia đình anh Hoàng Văn Tiện có 2 người ở nhà, một người con đang đi làm ở Bắc Ninh, còn anh Hoàng Văn Duân có 2 vợ chồng và 2 người con. Việc 8 người mất tích trở về khiến lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại thôn làng Nũ rất vui. Niềm vui đó lại càng được nhân lên khi vào khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 9, chị Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1991, đã tới sở chỉ huy trình báo, chị và 2 con vẫn an toàn.
Gia đình chị Hồng có 3 người, gồm chị và 2 con, Hoàng Thị Hiểm sinh năm 2008 và Hoàng Trung Hiêm sinh năm 2010, nằm trong danh sách những người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng. Tiếp nhận thông tin, ông Bùi Công Khanh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, đây là thông tin không thể vui hơn, số người mất tích tới sáng 14 tháng 9 là 47, nhưng giờ còn 36 người. Anh Hoàng Văn Thới, 33 tuổi, ngụ Làng Nũ, vừa mất toàn bộ 5 người thân trong cơn lũ dữ, trong đó có 3 con của anh, cháu lớn nhất mới 8 tuổi, nhỏ nhất mới 1 tuổi. Tất cả 5 người đều bị vùi lấp trong đống đổ nát do lũ quét ập đến. Anh Thới như chết lặng, khi ngày 11 tháng 9, người mẹ, vợ và 2 đứa con xấu số được lực lượng cứu hộ đưa ra từ đống đổ nát. Người đàn ông có gương mặt khắc khổ, gục, vần trắng đen, vào áo quan, đựng 3 con nhỏ đặt sát nhau, khóc nấc không thành tiếng. Đến ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm được 4 người thân và bàn giao cho anh để lo hậu sự. Hiện còn đứa con út 1 tuổi Hoàng Đức Long vẫn mất tích dưới đống bùn đất kia. Thới nói, anh Hoàng Văn Thảo 36 tuổi lập gia đình với Lý Co Sơ 23 tuổi. Hai vợ chồng mới sinh được một bé gái là Hoàng Khánh Ngọc, năm nay mới hơn 2 tuổi. Buổi sáng định mệnh, khoảng 6 giờ sáng ngày 10 tháng 9, đang nằm trong nhà, bỗng Thảo nghe những tiếng nổ lớn từ trên đỉnh núi. Một khung cảnh hải hùng ập vào mắt Thảo, tất cả những hộ gia đình, bên xóm, nơi vợ và con anh đang tá túc ở nhà em cô đã bị bùn đất san phẳng và không thể nhận ra. Sau khi hoàn hồn, Thảo tìm cách lao sang đó để mong cứu vợ và con và người thân, nhưng không ai còn sống. Tất cả vợ con em nằm chìm sâu trong đống bùn đất. Chiều 10 tháng 9, mọi người tìm được người vợ xấu số của Thảo. Đến ngày 12 tháng 9, các lực lượng mới tìm được cháu Hoàng Khánh Ngọc. Ngồi bên cầu thang nhà bố đẻ của mình, Hoàng Thị Cảnh, 36 tuổi và 2 đứa con trai vẫn chưa hết hoàn hồn sau khi thoát nạn trong trận lũ quét kinh hoàng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2-3 phút, chồng em giờ vẫn nằm trong đống bùn đất chưa tìm được, Cảnh nói trong nước mắt. Cũng trong ngày 13 tháng 9, nhóm phóng viên báo Người Lao Động đã đi bộ băng rừng gần 8 km, hơn 3 giờ để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở, khiến 18 người tử vong và mất tích tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, xảy ra ngày 10 tháng 9. Giao thông bị chia cắt do có hàng chục điểm sạt lở lớn, con đường mòn vượt núi là lối duy nhất để lực lượng chức năng, các đoàn cứu trợ tiếp cận hiện trường tại thôn Nậm Tông. Theo ghi nhận của phóng viên, ngọn núi lớn đã đổ sụp xuống, khiến nhà của 8 gia đình bị xóa sổ hoàn toàn. Đất đá, kèm nước, kéo toàn bộ 8 căn nhà xuống dòng suối. Ông Lù Sao Nương, bí thư chi bộ thôn Nậm Lúc cho biết, sau một tiếng nổ lớn vào trưa ngày 10 tháng 9, ngọn núi đổ sập xuống, đất đá vùi lấp nhiều căn nhà trong thôn. Một số hộ dân kịp chạy thoát ra ngoài, trong khi 18 người bị vùi trong đất đá. Đến nay, chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân còn lại lên vùng an toàn khi nguy cơ sạt lở vẫn còn tiềm ẩn. Tại hiện trường, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cùng lực lượng quân đội, công an địa phương đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng này. Đại úy Vũ Minh Tấn, Phó trưởng Ban Tham mưu, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô cho biết, đến thời điểm chiều ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 người, còn 9 nạn nhân vẫn đang mất tích. Do địa bàn tìm kiếm rộng vẫn còn nguy cơ sạt lở nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, mặt khác do địa hình chia cắt. Các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ, tìm kiếm không thể tiếp cận được hiện trường. Hiện chúng tôi có hơn 100 cán bộ chiến sĩ, ngày chia làm 2 ca để tổ chức tìm kiếm, Đại úy Vũ Minh Tuấn cho biết.